cây hồng phụng thoát thân bạn ơi. Hình ảnh các bạn đang nhìn là những cái chậu hồng phụng thoát thân rất là đẹp. Chiều cao của cây thì cao khoảng tầm 1m6 đến 1m8 nhé. Cái thoát thân của cây, cái cây này thì cũng thoát được khoảng tầm hơn 1m ạ. Và cái đường kính gốc của nó khá to nhé bạn nha. Cái đường kính gốc này cũng khoảng tầm được 3 đến 4cm ạ. Trong cả cái đống này thì cái cây này là cái cây thoát thân dài nhất ạ. Còn đâu thì những cái cây khác thì thoát thấp hơn khoảng tầm 80cm. Cái cây như này thì được khoảng tầm 50 ạ. 50 đến 1m, đấy là chiều dài cái độ thoát thân. Còn chiều cao của cây thì cao từ khoảng tầm 1m6 đến 1m8 ạ. Các cái cây này đã tỉa tán rất là đẹp rồi. Hai nữa là đã trong cái những cái chậu xi măng to như này. Các bạn có thể là mua những cái cây đã vào trong chậu như này rồi, hoặc là mua những cái cây mà đánh bầu đất không ạ. Số lượng thì cũng còn rất là tương đối để cho các bạn có thể lựa chọn. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cái cây hồng phụng hàng thoát thân rất đẹp như này thì vui lòng alo một trong các số điện thoại trên màn hình bạn nhé. Cảm ơn bạn nhiều ạ.